chồng cô là kẻ xấu. Nếu không tin, cô có thể kiểm tra. Anh ta chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em gái mất tích của cô đâu. Anh đi làm như ăn uống đầy đủ đấy. Nếu không đừng có trách em. Tôi lệnh vợ. Thôi, chồng đi làm đây. Chồng cô là kẻ xấu. Anh ta đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Bất kỳ ai liên lạc với cô, anh ta đều biết. Nếu không tin, cô có thể kiểm tra. Anh ta chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em gái mất tích của cô đâu. Là ai? Ai đã gửi bức thư này? Liệu đây có phải là sự thật? Anh này, anh cho người tìm tung tích em gái em, đã có tiến triển gì chưa? Anh cũng cho nhiều người tìm kiếm rồi, nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì. Anh xin lỗi nhá, mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng mang tin tốt về cho em. Mà sao tự dưng em lại hỏi thế? À, tại lâu em chưa hỏi, nên em hỏi xem có thông tin gì chưa thôi. Trang à, bà thử gọi lại vào máy tôi xem. Hình như máy tôi có vấn đề, người khác gọi tới tôi không nghe được. À, thử gọi xem nhé. Lạ nhở, rõ ràng mình nghe tiếng bấm chuông mà. Bố cô không phải bị chết cháy, mà thực ra là có người hãm hại. Muốn biết được chân tướng sự việc thì hãy đến địa chỉ này. Đây có phải nhà bác Sơn không ạ? Vân có phải không? Cháu ngồi xuống đây. Bác biết cháu sao? Có người nói cháu đến đây sẽ biết sự thật về cái chết của bố cháu. Có phải là... Vân, bác là bạn chí cốt của bố cháu. Đáng lẽ ra người nằm xuống phải là bác. Nhưng mà bố cháu đã cứu bác. Bác không quên được đâu Vân ạ. Chính hắn đã sai người đốt công trường để lấp biến với cái sai lầm. Ngày lúc ấy bác đi tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy tung tích gì Vân ạ. Mà bác quên làm sao được chứ Vân. Nhưng bây giờ bác già quá yếu mất rồi, không trả tù cho bố cháu được đâu. Bác đành thôi. Đây cháu xem, chính hắn đây làm sao mà bác quên được hắn chứ. Bác có nhầm lẫn gì không ạ? Chính nó đấy cháu ạ. À, nó là loài cầm thú, bác nhìn thấy trực tiếp mà. Vân ơi! Chính hắn đã sai người đốt công trường để lấp biến với cái sai lầm. Chính hắn đây, làm sao mà bác quên được hắn chứ? Em tỉnh rồi. Sao em lại ở đây? À, em bị ngất nên được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ có gọi cho anh. Chắc là em mới tỉnh dậy nên vẫn còn khó chịu trong người à? Anh báo cho em một tin vui nhá. Em có thai rồi đó. Có con sao? Ông trời ơi, tại sao ông lại trêu đùa tôi như vậy chứ? Không những tôi kết hôn với kẻ đã giết chính bố mình, lại còn có con với anh ta sao? Em bất ngờ lắm phải không?
Anh đi ra đi. Em muốn một mình. Em sao đấy? Sao dạo này suốt ngày em cứ trưng cái bộ mặt khó chịu ra với anh vậy? Em có chuyện gì thì em phải nói với anh chứ. Không được. Mình không thể làm vậy. Thế thì hắn sẽ đề phòng mình mất. Em em xin lỗi. Chắc là từ khi có thai em hơi nhạy cảm. Thôi được rồi, không sao đâu. Từ giờ anh sẽ khiến em yên tâm và không phải lo lắng nữa đâu. Hãy đợi đây. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi sẽ là địa ngục của anh. Bác Sơn nói hắn ta chuyên ăn hối lộ. Mình phải tìm cách xem có thu thập gì mới được. Cô làm như vậy là có ý gì? Chị em là chiếc phong thư này. Nó rất đặc biệt. Tại sao cô lại có phong thư này? Không những phong thư giống nhau mà nét chữ cũng y hệt. Chính cô đã gửi những phong thư này cho tôi đúng không? Là cô đã có tư tình với chồng tôi nên cố tình gửi những phong thư này cho tôi nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Đúng. Chính tôi là người gửi. Và cũng chính tôi là người muốn phá hạnh phúc gia đình chị đấy. Tại sao? Tại sao không sớm không muộn mà cô lại chọn đúng thời điểm này để gửi cho tôi những phong thư này? Cô đã biết những gì? Mà tại sao cô biết anh ta như vậy mà còn cố tình chen chân vào? Chị là em đây. Em là em gái của chị đây. Em rất mừng vì chị không nhận ra em. Nếu như thế, đây sẽ là một vỏ bọc hoàn hảo để em thực hiện kế hoạch này. Lúc đầu em không định ra mặt đâu. Vì như thế sẽ khiến hắn ta phát hiện ra thân phận của em. Là em. Hắn ta dám hại bao nhiêu người, còn lừa chị bao nhiêu năm như thế, mà sao em lại dám? Chị đã để em phải gặp nguy hiểm rồi. Vợ, có chuyện gì vậy? Sao cô lại trong phòng tôi? Vì bố Tâm đang ốm nên hai chị em đang tâm sự một chút thôi ạ. Mà anh này, đêm qua em mơ thấy bố. Bố bảo bố bị chết oan. Chuyện cũng qua rồi. Thôi, em đừng nghĩ gì nhiều nữa. Đi nghỉ ngơi đi, em cũng mới khỏe lại thôi đấy. Dạ thôi, em xin phép, em về trước đây ạ. Chị phải đi khỏi nơi đây trước khi hắn ta quay về. Chị không thể sống với hắn ta thêm một giây phút nào nữa. Thế bây giờ chị định đi đâu? Tạm thời chị sẽ ở nhà bác Sơn, bạn của bố mình. Em đi với chị đi. Không được, em còn một số chuyện cần phải giải quyết nốt. Chị cứ đi trước đi. Thế thì em phải tuyệt đối cẩn thận nhé. Hẹn gặp nhau ở nhà bác Sơn. Vâng ạ. Chị đi đây. Tâm. Em tới đây có việc gì vậy? Em tiện đường đi ngang qua đây. Đang định lên lấy ít tài liệu cho dự án sắp tới ạ. May quá anh về kịp. Thế thì anh lên lấy hộ cho. Dạ vâng ạ. Tài liệu đây. Mà cô có biết vợ tôi đâu không? Cô ấy có gọi tài xế không? Em không biết ạ. Em thấy anh Minh tài xế vẫn để xe ở công ty. Chị ấy đi đâu được ạ? Khốn kiếp. Tôi biết ngay là vợ tôi có vấn đề mà. Cô cho người tìm vợ tôi về đây, rồi báo ngay cho tôi. Dạ vâng ạ. Tôi đang ở công trường đây rồi. Anh sắp tới chưa? Hôm nay bác thích ăn gì để cháu nấu? Vâng, cháu về ngay đây. Em đã thu thập đủ tất cả các bằng chứng rồi. Tâm, sao cô lại ở đây? Hóa ra là cô thông đồng để mang vợ tôi về đây à? Cô đã bán đứng tôi à? Anh thôi đi. Tâm là em gái tôi, anh không có quyền làm như vậy. Em gái á? Đúng vậy. Anh chưa bao giờ đi tìm nó nên anh đâu biết được nó đã tự tìm đến anh, người đã lấy đi tính mạng của bố tôi. Em đang nói cái gì vậy? Anh đứng lại. Nếu anh làm gì liều lĩnh
tôi sẽ bỏ đi đứa bé này. Không được, đứa bé đâu có tội tình gì đâu em. Tất cả những bằng chứng sai phạm của anh tôi đã có đủ, nhưng tôi còn có một nhân chứng khiến anh không bao giờ ngờ tới. Mày là thằng khốn nạn, chính mày đã giết bố của Vân. Tao đã mất đi một người bạn tri kỷ, mày phải trả giá. Chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi đã gửi tất cả các bằng chứng chứng minh việc anh hối lộ các quan chức cho nhà báo rồi. Quả này á, anh đi chân lạnh toát rồi đấy. Còn tao sẽ ra tòa làm chứng để họ kết tội mày. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ nói cho con tôi biết bố của nó là ai đâu.